servo quay 90 độ. 5 giây sau tự quay lại. 3, 4, 5. Đây là cái đồ án. Có đây là có cái module giảm áp này. Đây có 12V DC sẽ sang đây là 5V DC nha. Điện áp ra được chỉnh bởi cái biến trở này. 5V DC này cấp cho cái bích, cấp cho vi điều khiển đây, cấp vào chỗ cộng dãy 5V. Rồi sẽ có DC nguồn này sẽ ra được 3,3V. 3,3V này rồi thì cấp nguồn cho cái module RFID.